thì hôm nay chúng ta sẽ tới với cái chủ đề là xây dựng cửa hàng trực tuyến chuyên nghiệp, cài đặt nâng cao. Vì hôm bữa thì cũng là xây dựng cửa hàng trực tuyến, nhưng mà mình sẽ setup về cái phần bên ngoài, cũng như là giao diện của website. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào, chúng ta xem bên trong của cái hệ thống của sale luôn. Thì có một vài cái cài đặt mà mình phải cài trong hệ thống thì nó mới hiển thị lên được cái website của mình. Cho nên hôm nay sẽ là cái phần cài đặt nâng cao ở bên trong nha. Chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua tổng cộng là 9 cái nội dung. Rồi chị đi trực tiếp vào cái nội dung đầu tiên luôn ha. Thứ nhất là bật công cụ quy đổi tiền tệ cho website ứng dụng. Thì như các bạn thấy đó, ở trong hệ thống của mình có sẵn cái chức năng là chuyển cái tiền tệ từ Việt Nam qua những cái đồng tiền khác để dành cho những doanh nghiệp nào mà họ có một cái mối liên hệ làm ăn với lại bên đối tác là người nước ngoài. Ví dụ như các bạn mà đi du lịch ở nước ngoài đó, thì các bạn mua bất kỳ một cái món đồ nào thì trong đầu mình lập tức sẽ suy nghĩ là à, cái món đồ này quy chuyển ra tiền Việt Nam là bao nhiêu tiền, đúng không các bạn? Đó. Thì khi mà giao dịch với lại đối tác là người nước ngoài, họ cũng suy nghĩ giống mình. Cho nên GoSale hiểu cái điều đó và đưa ra chuyển đổi tiền tệ. Khi mà họ nhìn lên website thì họ sẽ thấy sản phẩm có sẵn cái tiền ở nước mà họ đang ở. Cho nên là họ nhìn vào, họ thấy rất là dễ dàng và họ sẽ mua được sản phẩm nhanh hơn, chứ không cần là phải suy nghĩ là chuyển qua bao nhiêu tiền ở nước họ nữa. Thì khi mà vào hệ thống rồi, các bạn sẽ chọn cái tiền tệ mà mình cần chuyển đổi. Thì ở đây chỉ có bật lên cái tiền là tiền đô là ai cũng biết, đúng không? Mình thường giao dịch thì mình dùng tiền đô. Ngoài cái tiền đô này thì Việt Nam mình còn giao dịch rất là nhiều nước khác nữa. Bây giờ mình nói tới bạn gần nhất của mình là nước nào? Các bạn biết không? Trung Quốc. Vậy thì trong hệ thống này, đồng tiền của Trung Quốc ký hiệu là gì các bạn biết không? Biết là nhân dân tệ rồi. Nhưng mà cái chữ viết tắt là gì? Là gì nào? Các ai biết không? Cái gì các bạn? NDT hả? Không đúng nha. Là cái gì? Không, cái màn hình này chị chỉ chụp thôi nha, chứ chị không có show lên cái tiền tệ Trung Quốc trong hệ thống của mình. Chị đang hỏi là các bạn biết là mình cũng có hợp tác với lại Alibaba đúng không? Đó là đối tác Trung Quốc, thì cái loại tiền tệ mà họ sử dụng được ký hiệu là gì? Ví dụ như đô la đăng ký hiệu là USD đúng không? Vậy thì cái ký hiệu của tiền Trung Quốc là gì các bạn? À, có bạn lên web tra hả? Có ai tra lên web không? Ở trên gian nha, đó không? Trên gian đó, không được, cũng được, không tính điểm, không được tính điểm. Rồi, kế bên Trung Quốc mình có láng giềng là nước nào nữa các bạn? À, Thái Lan mình đi du lịch rất là nhiều đúng không? Vậy thì cái đồng tiền của họ gọi là gì? À, tiền bạc và ký hiệu là gì các bạn? Không đúng. Không đúng luôn. Chữ đầu tiên cũng là chữ T, nhưng mà hai chữ sau là không đúng. Có ai biết không nào? Ai biết nữa? Các bạn online ơi, có mấy bạn online à? Tại vì bữa nay bị drop lâm về link á, quên gửi link lên cho các bạn rồi. Có 5 bạn á, các bạn nào biết không nè? THB được chưa? Rồi, Trung Quốc là CNI dài. Rồi, kế bên Thái Lan nữa, mình có nước nào nữa? Campuchia. À, xung quanh mình thường giao dịch là Thái Lan, Trung Quốc, mình có giao dịch với Campuchia nữa. Thì tiền của họ là gì nào? Tiền gì? KHR. Đúng không các bạn? Đúng rồi, chính xác ha. Rồi, xa xa hơn nữa, ở những cái nước ngoài, tiền đất dùng euro. Euro là thông dụng lắm ở bên đó rồi. Thì cái hiệu là gì? À, cái gì euro ở đây nữa? EUR. Rồi,
Đây là cái website mà ở team trainer đã build rồi. Thì trong cái hệ thống chị đã bật lên là đồng đô la, thì ở đây các bạn thấy khi mà chị bấm vào đô la nó sẽ hiển thị qua tiền đô luôn, được chưa? Thì cái cách mình bật á, là mình sẽ vào hệ thống admin. Admin là các bạn closer có hết chưa, có account hết chưa các bạn? Chị lưu ý khi mà các bạn dùng cái account GoSell khi mà demo cho khách hàng, đừng có chọn vận chuyển là những cái đối tác của mình nha, chọn tự vận chuyển ha, chứ các bạn chọn đối tác họ chạy tay họ lấy hàng thiệt á, không có đưa đó nha, mình phải nhờ CS hủy đơn đó nha, cẩn thận. Còn nếu không thì lấy Unisell demo ha. Rồi ở trong đây thì mình sẽ vào cửa hàng trực tuyến, sau đó mình sẽ chọn nâng cao. Trong đây các bạn sẽ chọn kích hoạt cái nút này, bình thường á mình không không kích hoạt thì nó sẽ off như vậy. Rồi bây giờ mình kích hoạt lên, mình bấm qua màu xanh. Rồi khi đó mình sẽ chọn cái loại đồng nào mà mình muốn chuyển đổi qua. Ví dụ như chị chọn đồng Canada đây. Chuyển đổi qua, xong chị bấm luôn. Rồi, cập nhật ở đây thành công, nhưng ở trên đây các bạn nhớ bấm lưu thêm lần nữa nha. Sau đó thì mình sẽ ra cái hệ thống của mình. Tại đây các bạn sổ xuống, các bạn thấy nó chưa cập nhật đúng không? Thì các bạn phải cập nhật bằng nút nút gì? F5, đúng rồi, mình load lại trang web nha. Chứ để khi mà mình demo cho khách mình mở ra, ủa xong mà mình cập nhật rồi mà họ qua đây nó không mở lên. Nhớ bấm F5 nha các bạn. Đây, nó có đây rồi ha. Chị quay trang chủ cho các bạn xem cái tiền mà mình hiển thị như thế nào nha. Đó, nó chuyển qua tiền đô la rồi nha các bạn. Vậy ha, các bạn nhớ khi demo cho khách nhớ bấm F5 nha. Và cũng nói khách hàng nhớ bấm F5 luôn. Thứ hai là kích hoạt mua hàng không cần đăng ký tài khoản. Ở đây thì các bạn sẽ vào cái mục cửa hàng trực tuyến, chọn nâng cao và mình kích hoạt luôn cái mục là mua hàng nhanh. Tại sao mình lại phải kích hoạt cái chức năng này? Bởi vì một số trang web đó, khi mà khách hàng vào mua họ yêu cầu phải đăng ký tài khoản. Ví dụ như chị đi, chị đang cần mua một món hàng, chị vào trang web đó chị chọn. Xong rồi nó hiện lên nó thông báo là bạn phải đăng ký tài khoản thì mới mua được. Bực mình không các bạn? Bực mình không thèm mua, đi qua chỗ khác mua. Vậy thì GoSell hiểu điều đó cho nên cho phép chúng ta bật cái chức năng là mua hàng mà không cần đăng ký tài khoản. Được chưa? Các bạn phải hiểu lý do tại sao mình có cái tính năng này nha. Rồi, khi mà khách hàng không có tài khoản vẫn được vào mua, xong rồi thì cái thông tin của họ có lưu trữ lại trong hệ thống của GoSell không các bạn? Lưu ở đâu? Không đúng. Lưu ở đâu? Họ có cái gì họ mới mua hàng được? Địa chỉ để giao hàng và số điện thoại, thông tin đó lưu trữ ở đâu trong GoSell? Đúng rồi, quản lý khách hàng được không? Nhớ nha các bạn, đơn hàng thì chắc chắn nó sẽ vào phần đơn hàng. Khi mà họ tạo đơn hàng thì trong cái mục đơn hàng trong GoSell có. Nhưng thông tin khách hàng sẽ chạy vào quản lý khách hàng, các bạn vào đó xem nha. Được chưa? Rồi, như vậy mình sẽ ra hệ thống mình thực hành cho các bạn xem luôn ha. Các bạn cũng vào phần nâng cao ha. Xong rồi mình kích hoạt cái chức năng mua hàng nhanh. Rồi kích hoạt lên. Bấm lưu ở đây. Qua đây, bấm F5 lại nha các bạn. Còn mình đi mua hàng thử coi nó bắt không. Rồi, thấy chưa? Lúc này sẽ hiện lên là bỏ qua đăng nhập. Đúng các bạn? Mình bấm vào đây là mình đi thẳng vào giỏ hàng để thanh toán như bình thường. Được chưa các bạn? Rồi tới đây này, khi mà mình mua thì mình click tiếp tục, thì chị sẽ show cho bạn cái bước cuối cùng để mà mua hàng á. Đây, các bạn thấy không? Khi mua hàng họ phải điền vào cái gì? Tên nè, số điện thoại nè, địa chỉ nè, thành phố, quận, phường, đúng không? Thì những cái thông tin này nó sẽ chạy vào cái hệ thống CRM của mình. Được chưa? Còn cái đơn hàng họ mới vừa tạo thì chạy vào phần đơn hàng. Được ha? Nè, nhắc lại, chọn thanh toán khi nhận hàng để mà test cho khách nha. À. Ok.
Rồi có một cái nữa là kích hoạt đăng nhập bằng Facebook cho website. Ở đây có một câu hỏi đặt ra là ủa bây giờ tôi đã bật cái chức năng là không cần đăng nhập vào, vậy thì tại sao lại phải cần tính năng là đăng nhập bằng Facebook cho website? Tại sao lại phải cần tính năng này các bạn? Bị lừa nhập liệu lại trên Facebook, họ sẽ có tiền gì khi họ mua hàng thì làm sao mình sẽ tự cập nhật ra những thông tin giao hàng. Không đúng. Có bao giờ các bạn đăng nhập Facebook bằng địa chỉ nhà của bạn không? Không, đăng nhập bằng gì các bạn? Số điện thoại hoặc email là để trên cái phần user đúng không? Rồi password mình tự đăng nhập vào đúng không? Vậy thì khi dùng Facebook chúng ta sẽ có cái gì của khách hàng? Có Facebook đúng rồi, có luôn số điện thoại, có email đúng không các bạn? Rồi, vậy thì khách hàng nói bây giờ không có account tôi cũng mua được, có account tôi cũng mua được. Ủa vậy chứ tại sao phải đăng nhập Facebook? Tôi không cần account tôi vẫn mua được vậy. Tại sao? Tại sao các bạn? Lịch sử mua hàng. Còn cái nữa quan trọng hơn nữa là cái gì? Đúng rồi, tích điểm. Khi các bạn đi ra ngoài mua hàng, thường đứng ngay tại quầy, hỏi câu gì? Anh chị có gì? Có mã tích điểm không? Đúng không? Đưa ra nhất là sao đi siêu thị đúng không các bạn? Tích điểm để được cái gì nào? Voucher giảm giá. Đổi quà, đúng rồi, tích điểm đổi quà chị đang làm đó, đúng không các bạn? Vậy thì có account thì có tích điểm, còn không có account thì không có. Đó là cái lý do mà mình thuyết phục khách hàng phải tạo account. Chị không tạo cũng được luôn, chị đăng nhập bằng Facebook giùm em. Nhanh lắm chị ha. Chị mở sẵn Facebook xong rồi chị bấm đăng nhập Facebook là vào luôn trang web. Để sao? Tích điểm lại cho chị, được không? Có lợi không? Có lợi người ta sẽ làm, được không các bạn? Rồi mình vào hệ thống ha. Thì ở đây các bạn lưu ý đây. Trong phần kích hoạt đăng nhập bằng Facebook thì sẽ có hai cái thông tin là client ID với lại client secret key. Hai cái thông tin này thì các bạn phải đi lấy để bỏ vào hệ thống của GoSell. Lấy ở đâu mới là quan trọng. Được chưa? Có ai biết cách lấy chưa? Có ai không? Ai làm được tặng ngay món quà? Ai biết lấy đâu nào? Ừ? Vào cái trang này để lấy nha các bạn. Được chưa? Rồi, ghi lại giùm chị cái trang này nha. Rồi khi các bạn đi vào cái link này mà các bạn đã đăng nhập sẵn Facebook thì nó vào luôn. Còn chưa có thì mình phải chọn đăng nhập ha. Thì cái này nó dính luôn vô trong cái phần Facebook của mình. Đăng nhập vào nha các bạn. Rồi, khi vào tới đây các bạn sẽ chọn là ứng dụng của tôi. Rồi bạn chọn tiếp là tạo ứng dụng. Sau đó kéo một cái rẹt xuống, chọn cái cuối cùng. Bấm vô, tiếp. Ở đây điền tên hiển thị. Tên này mình điền cái gì cũng được. À, thì bây giờ chị điền xuống là test, test 5 đi. Rồi cái email này là ở đâu mà tự nhiên cái trang này nó thấy nó hiển thị lên cho mình đó các bạn? Của Facebook đó đúng không? Lấy ra ẩn vô đây rồi để vậy luôn, đi tiếp tạo ứng dụng. Ở đây xác nhận lại cái password một lần nữa. Rồi trong đây thì mình sẽ chọn đăng nhập bằng Facebook, mình bấm vào thiết lập. Mình chọn web. Rồi, mình ấn cái trang web mình vô. Đây, cái web của mình ở đây. Các bạn đang đứng ở đâu thì cũng trở về cái trang chủ giùm cho chị hết, được không? Để nó lấy ra được cái link chính xác nhất.
Rồi, mình copy cái link này mình ấn vô. Rồi, bấm save lại. Sau đó các bạn chuyển qua phần cài đặt. Bật cái này lên, đăng nhập bằng JavaScript SDK nè. Bật lên, bấm qua đây. Thì nó hiển thị hình là chữ có, được không? Ở đây các bạn sẽ phải add luôn cái đường link hồi nãy của mình á. Đường link của website của mình bỏ vào đây một lần nữa. Sau đó các bạn sẽ bấm luôn thay đổi. Rồi bây giờ mới lấy cái ID này các bạn. Qua phần cài đặt, chọn thông tin cơ bản. Sau đó mình lấy cái ID ở đây, bật cái hiển thị của cái khóa bí mật lên. Lấy ID, bỏ vô trong phần hệ thống. Khóa bí mật thì bỏ vô khóa bí mật. Đây, ID, bỏ vô phần ID. Rồi, sau đó mình bấm lưu lại. Rồi mình qua trang web, mình cũng bấm F5 lần nữa nha, để cập nhật lại ha. Hồi nãy là chị đăng nhập vô chưa? Chưa thì bây giờ mình đăng nhập thử. Đó, nó hiển thị ra. Rồi bây giờ mình bấm Facebook nè. Thấy không? Tiếp luôn. Rồi, vô luôn được chưa? Tại vì bây giờ chị đăng nhập là do chị đã đăng nhập Facebook trước rồi cho nên nó vào luôn. Khi mà em không có đăng nhập Facebook thì nó sẽ hỏi em nhập user với password của Facebook vào. Được chưa? Rồi đây cái trang cá nhân. Mình biết được là mình có vào trong web hay chưa thì mình coi mình có account đây chưa. Đây các bạn. Khi một khách hàng đã có account thì hệ thống sẽ tự động cho họ một cái mã code. Khi mà họ tới họ mua hàng, họ show cái mã code này thì nhân viên chỉ cần lấy cái máy quét cho trong đây là tích điểm được cho họ. Đúng các bạn. Giống như mình đi siêu thị đó. Thì mình sẽ in ra cái mã code. Có bạn nào đi cóp mắt không? Có bữa nào quên đem thẻ không? Có thì làm sao? À có cái máy bấm ra cái mã code này đúng không? Đó. Thì ra cho người ta tích vô. Thì hệ thống mình làm được cái điều đó. Không cần in. Tốn tiền. Tốn tiền gì? Tiền giấy. Tiết kiệm bảo vệ môi trường ha các bạn. Đó mình số này ra thì là tích điểm được rồi. Rồi. Sau khi mà các bạn đã hướng dẫn khách hàng cái đăng nhập bằng Facebook rồi thì các bạn đi vào phần sắp xếp sản phẩm. Tại sao chúng ta lại cần phải sắp xếp sản phẩm theo thứ tự? Ví dụ, chị có 10 sản phẩm chị đăng lên trên cái website của chị. Thì những cái sản phẩm nào mà nó bắt mắt nhất và chị đang chạy khuyến mãi cho sản phẩm đó thì chị muốn nó hiển thị đầu tiên đúng không? Thì đó là lý do tại sao mà chị cần phải sắp xếp thứ tự. Thì chị sẽ cho cái sản phẩm mà bắt mắt nhất, đang khuyến mãi nhiều nhất, hiển thị ngay cái vị trí số 1. Được chưa? Ở trong phần này thì các bạn sẽ tạo bộ sưu tập để sắp xếp được thứ tự. Bởi vì ở trên cái website của mình á, khi mà các bạn vào website các bạn sẽ thấy đây đây là một cái bộ sưu tập các bạn, thấy không? Thường thì khách hàng á, họ sẽ đi kiếm cái sản phẩm trong bộ sưu tập. Ít khi nào họ chọn hết sản phẩm này lắm. Ví dụ chị đang cần bánh sinh nhật thì chị vô thấy ai bánh sinh nhật chị bấm vô. Để chị tìm đúng cái sản phẩm của mình luôn. Được chưa? Sau khi mà họ chọn mua thì có thể họ sẽ đi họ dạo dạo bên ngoài. Được không? Vậy thì cái cách mà hiển thị sản phẩm nó như thế nào? Mình sẽ vào phần sản phẩm. Xong rồi các bạn sẽ chọn bộ sưu tập sản phẩm. Rồi các bạn chọn tạo bộ sưu tập sản phẩm. Ở đây có hai hình thức nha các bạn. Các bạn chọn thủ công hoặc tự động. Tự động thì nó sẽ có điều kiện nha. Mình sẽ bấm điều kiện ở đây để thêm. Còn ở đây vô sale để sẵn cho các bạn các điều kiện mà các bạn chọn. Ví dụ chọn tiêu đề hoặc là giá sản phẩm. Thường thì chị thường hay chọn tiêu đề. Ví dụ nó bao gồm. Chị để là cái sản phẩm nào mà nó có từ bánh. Thì nó sẽ cho vào cái bộ sưu tập là bánh yêu thích chẳng hạn. Được không? Rồi chị bỏ thêm một cái hình đại diện ở đây nữa. Đó là tự động. Thì khi mà chị bấm lưu là nó tự động nó tạo ra một cái bộ sưu tập cho chị.
mà khi nào các em tạo bất kỳ sản phẩm nào trên tiêu đề có từ bánh là tự động nó chạy vô hết luôn. Được chưa? Ở đây nè, nó kiếm được thấy một cái từ bánh này nè, nó bỏ vô tự động, các bạn thấy không? Chị đâu có bấm bỏ vô đâu, nó tự động nó chạy vô luôn. Rồi, nhưng mà nó hiện đại thì sao, nó cũng không có theo theo ý của mình được, mà mình phải tạo thủ công thì mình mới sắp xếp được. Đây các bạn, đây bánh tét mình thử ha. Rồi chị chọn thủ công thì chị sẽ chọn sản phẩm, ví dụ chị chọn ở đây là 4 cái sản phẩm, chị bấm ok. Rồi ở đây chị sẽ chọn thứ tự ưu tiên của nó, chị sẽ cho cái bánh cuối cùng là số 1, ở đây số 2, ở đây là số 3 và ở đây là số 4. Nhớ vị trí không? Mình chỉ cần nhớ vị trí thứ nhất và vị trí thứ tư, được không các bạn? À, bánh người gầy là thứ nhất nha, thứ tư là bánh nhập khẩu Mỹ ha, rồi mình bấm lưu lại. Bánh test. Vậy thì làm sao hiển thị được ở trên đây? Nó có ra liền không các bạn? Không, mình phải chở tới. Được chưa? Mình phải vô bộ gì? Danh mục. Mình sẽ show ra đây. Ví dụ sản phẩm của nãy các em thấy là chị sổ ra thấy bánh sinh nhật với bánh mì đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái danh mục cho nó là bánh gì đây? Bánh test, đúng rồi. Đặt tên gì thì nó sẽ hiển thị, ở này là nó hiển thị trên trang web nha. Trên đặt tên này đáng yêu chút xíu nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ chọn ở đây, hồi nãy mình bánh test đây. Được chưa? Mình chọn, gì? Này đúng không? Sai. Bánh test nằm ở đâu? Nằm ở dưới thằng sản phẩm. Đúng các bạn, nó là con của sản phẩm nha. Rồi bấm lưu. Chứ các bạn chọn thư mục gấp phải nằm ngay lên ngang hàng của sản phẩm luôn. Phải không? Đủ đây lại một lần nữa cho chắc ăn nha. Rồi, F5. Đây, bánh test đây. Ha. Đúng không các bạn? Người ngày nè, số 1 nè. Nhập khẩu Mỹ là số 4 nè. Được chưa? Ha. Bất kỳ ở trong phần sản phẩm nè, phần viết blog nè, hoặc là phần dịch vụ thì ở dưới những cái trang đó nó sẽ có một cái phần là thiết lập từ khóa sale cho các bạn. Thì các bạn sẽ hướng dẫn khách hàng vào đây để thiết lập. Những cái từ khóa này sẽ giúp cho sản phẩm của họ được Google tìm kiếm được dễ dàng hơn. Được không các bạn? Vậy thì ở đây có thiết lập tiêu đề, nội dung và từ khóa cuối cùng là đường dẫn liên kết. Thì cái tiêu đề, thông thường sản phẩm nó sẽ được liên kết với những cái trang bán hàng nào nữa các bạn? Ngoài Go Mua của mình ra. Vậy thì cái cách mà mình ghi cái tên của sản phẩm để đi lên trên sàn Shopee á, tại vì nó đồng bộ mà, thì các bạn phải theo cái rule của Shopee và nó cũng có một cái chuẩn SEO sẵn rồi, thì các bạn cứ lấy cái chuẩn của Shopee để mà ghi cái tên sản phẩm, được chưa? Thì cái nào mà có thương hiệu thì mình sẽ ghi theo cái công thức này. Ví dụ nè, đây là một cái thương hiệu rất lớn của Hàn Quốc, đúng không? Thì mình sẽ ghi theo công thức tên sản phẩm có thương hiệu. Còn nếu như mà sản phẩm nó không có thương hiệu, ví dụ như mình tự làm bánh tráng trộn mình bán thì đâu có thương hiệu đâu, đúng không các bạn? Thì mình sẽ theo cái công thức này. Đây là ví dụ. Được chưa? Rồi, ví dụ nè, ở trên Shopee các bạn thấy nè. Thì cái tên nó sẽ được phân tích như thế này. Được không? Nó có cấu trúc hết nha các bạn. À, thì sẽ giúp được người ta sao bán hàng được nhiều hơn. À. Rồi chúng ta sẽ qua tạo các trang chính sách ưu đãi giới thiệu cửa hàng sau khi chúng ta qua cái phần chỉnh sửa sale trong đó. Ví dụ như các bạn ở trong sản phẩm chọn bất kỳ một sản phẩm nào. Đây các bạn kéo xuống dưới cuối cùng nha. Các bạn sẽ thấy đây chị để sẵn luôn nè. Tiêu đề thì mình sẽ lấy copy cái phần tiêu đề lại. Được không? Mình copy phần tiêu đề này ghi không đúng chuẩn SEO nha, chuẩn SEO phải là sao? Gì vậy? Nghĩa là mỗi một chữ cái sẽ phải viết hoa ha. Chứ không có viết hoa hết, được không các bạn? Rồi, copy cái tiêu đề bỏ xuống phần nội dung.
ít nhất lặp lại 4 lần trong phần nội dung. Vị trí là đầu tiên, thứ hai là cái sao, cái paragraph đầu tiên, rồi ở giữa lặp lại lần nữa ha, rồi gần cuối lặp lại thêm lần nữa. Có nghĩa là trong phần nội dung ít nhất phải lặp lại phần tiêu đề 4 lần để Google search ra được cái sản phẩm này được tốt hơn, đúng các bạn. Và có nhiều người họ để luôn tuồn luôn, họ sẽ để như vậy, họ sẽ để nguyên một cái phần nội dung, nguyên một một cái paragraph rất là dài ở đây luôn ha. Thì khi khách hàng nhìn vào, ôi lóa mắt, không thèm đọc luôn, được chưa? Vậy thì cái cách để mình hướng dẫn khách hàng là tối đa 3 dòng thôi nha, 3 dòng để cho khách hàng người ta nhìn vô người ta thấy được. Thì mình sẽ tách nó ra ha, đó, để vậy nó dễ nhìn hơn, đúng không các bạn? Sale tiêu đề copy để xuống dưới đây, và đặc biệt đây cái dấu này ngăn cách giữa phần tiêu đề và cái tên của cửa hàng họ, để khi mà Google search ra thì biết à đây là cái trang bán hàng nè, chứ không phải là cái trang sao, cái trang đang nói về sức khỏe, ăn tại sao nên ăn bánh mì baguette fast chẳng hạn là vậy. Thì họ biết đây là cái trang bán hàng để họ click vào họ mua hàng, được chưa? Tiếp tới là nội dung mô tả, mình copy trong phần nội dung mình bỏ vô đây, rồi từ khóa. Từ khóa ở đây mình cũng copy luôn cái tiêu đề mình bỏ vô đây, xong mình phẩy cái mình đánh lại không có dấu. Tại sao vậy các em? Các em biết không? Tại sao phải lặp lại một lần nữa không có dấu? Tại sao? Đó. Tại nhiều khi nó lười, nó tìm, nó không cần đánh dấu, đúng không? Lúc đó cũng ra mình luôn. Vậy ha. Rồi, tới cái đường dẫn liên kết thì mình lấy cái tiêu đề, mình sao? Mình viết thường, không có viết hoa, tất cả viết thường hết và cách nhau bằng cái dấu dấu gạch nối này. Rồi tôi có 100 sản phẩm, tôi ngồi tôi viết vậy tôi khùng luôn, đúng không? Không sao, mình đã có đồ chơi cho khách hàng. Đây, vô cái trang này nha các bạn. Gõ vô đây, lấy cái tiêu đề. Đây mình lấy cái gì vậy? Mình lấy bánh Pháp đúng không? Mình bỏ vô đây các bạn. Xong dưới đây nó hiện ra, copy, bỏ vô. Được không? Nhanh ha, mình cung cấp cái link này cho khách hàng luôn. Thường là các bạn sẽ thấy là policy, chính sách gì đó. Thì cái trang này mình sẽ vào ở đâu? Trong admin của mình, cửa hàng trực tuyến. Các bạn sẽ chọn trang. Ở đây chỉ có tạo sẵn một trang nè, còn nếu mà trang mới thì mình thêm trang thôi. Rồi ở đây các bạn sẽ bỏ vào tên của trang đó, nội dung mô tả, hình đại diện và lưu lại. Ở dưới đây nó cũng có thiết lập từ khóa sale nữa nha các bạn. À, dưới này cũng có nè. Rồi bây giờ chị sẽ mở một cái trang mà chị đã tạo rồi cho các bạn xem nha. Đây. Đó. Chị copy nội dung chị bỏ vô, thì các bạn có thể nói khách hàng là có thể tự tạo cái nội dung này, chính sách bảo mật như thế nào, hoặc là điều khoản mua hàng, hoặc là ở đây họ có thể để là cái chính sách mà tích điểm á. Ví dụ như anh chị mua 10.000 sẽ được 1 điểm, rồi 500 điểm thì sẽ lên là khách hàng vàng, khách hàng bạc gì đó. Ở chính sách thì khách hàng tự ghi vào ha, rồi lưu lại là xong, được chưa? Vậy cái trang này có tự động hiển thị trên website không các bạn? Mình tạo trang xong nó có nhảy lên đây, nó tự động nó hiển thị trên đây không? Ừ? Đây mình bấm vô đây nè, nó nhảy tới cái trang hồi nãy chị tạo nè. Cái trang này khi mình tạo trang tự động nó vô website của mình luôn, hay là mình phải làm một động tác nào để connect nó lên, show nó lên? Theo các bạn thì sao? Tự động show lên hay là mình phải làm động tác để nó hiển thị lên? Không có tự động đâu. À, mình phải vô cây danh mục
mình tạo ra một cái menu là bảo mật, rồi chỏ tới cái phần trần trang giống y như hồi nãy mình chọn cái bộ sưu tập vậy đó, được không các bạn nha? Thì lưu ý các bạn luôn, nếu như các bạn vào trong hệ thống của GoSell bật lên, xong rồi bộ công thương thì nó quét một phát không thấy đăng ký cái gì, bật lên cái nó off luôn cái trang web của mình, cho nên chị không dám bật. À vậy thì tới cái bước này các bạn chỉ cần nói với khách hàng là, à khi nào chị đăng ký xong thì chị gọi lên bộ phận CS để hỗ trợ cho chị gắn lên, gắn cái logo đó lên là xong, được không các bạn nha? Tiếp là gia hạn gói dịch vụ đang dùng. Gia hạn này ở đâu các bạn biết không? Vào đâu? Vào đâu nào? Vào đâu để gia hạn? Cài vào thử chưa? À đúng rồi, vào phần cài đặt. Đây. Chọn, chọn cài đặt ha. Rồi, chọn sao? Gia hạn nè. Còn bạn muốn xem gói thì bạn click vào bạn xem. Được chưa? À. Quên, chọn cài đặt ở đây. Rồi mình chỉ cần bấm gia hạn thôi. Nhớ lưu ý khách hàng. Khách hàng có thể tự gia hạn. Nhưng nhớ gọi lên CS để update nha. Rồi, tiếp tục. Mua thêm các gói dịch vụ GoSell để mở rộng kinh doanh. Đây, đây là gói gì các bạn? Ai đoán được đó là gói gì không? Chính xác, gói ngôn ngữ. À, ngôn ngữ đây để làm gì các bạn? Đúng rồi. Nhưng mà khi mình đang ở tiếng Việt, ví dụ đây cái trang web của mình đang ở tiếng Việt, chị chọn qua tiếng Anh thì cái mô tả sản phẩm của chị nó có tự động chuyển qua tiếng Anh không? Có không các bạn? Không. Tại sao không? Làm sao mà mình cho nó hiển thị bằng tiếng Anh được? Tại vì mình đã mua rồi mà. Ví dụ như ở đây chị đang chuyển qua tiếng Anh nè, đúng không? Thì những cái này nó có tự động nó chuyển không? Hồi nãy nó đang là tiếng Việt nha. Nè, đang là tiếng Việt ha. Rồi, đúng không? Bây giờ chị chuyển qua tiếng Anh nè. Thì các bạn thấy cái menu nó tự động nó chuyển qua tiếng Anh luôn. Vậy thì cái này là con người làm hay máy móc làm, hệ thống làm? Mình tự làm hay là hệ thống của sale làm đó các bạn? Chính xác, mình phải tự làm nha, tự dịch ha. Rồi trong cái phần sản phẩm này, chị đang chọn tiếng Anh nha. Đây các bạn coi, ở đây cái tiêu đề nó vẫn là tiếng Việt các bạn ạ. Rồi mô tả nó vẫn là tiếng Việt. Vậy thì muốn chuyển qua tiếng Anh thì các bạn phải làm bước gì? Dịch nó thôi. Dịch nó qua. Đây các bạn chọn bất kỳ sản phẩm nào. Đây. Sửa bản dịch nè. Thấy không các bạn? Click vào đây. Sửa lại tên, tên tiếng Anh ở đây. Các bạn trở về làm việc. Chúc các bạn bán hàng được nhiều ha.